chọn chị em quay lại trên cái màu của Thắng, mà Thắng sẽ tiếp tục lên một số dòng cá và giảm nhẹ một xíu cho anh chị em nha. Rồi trước mắt anh chị em là dòng blue da băng nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy cái trống nha, con cá trống này cái bản đuôi đó, bản đuôi delta nha anh chị em, và bay lên cũng rất là ok nha, cái màu xanh 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 anh chị em rất là đẹp luôn nha. Thì em hỏi là mình bán 100k một cặp, mình bán được một vài cặp thôi. Thì hôm nay mình sẽ giảm mạnh cho chị em, đơn giảm 50% luôn nha, là còn 50k một cặp thôi. Đó anh chị em thấy không, bản đuôi rất là to luôn. Cái dòng này anh chị em chơi hộ kính rất là đẹp nha, hộ kính hay là chơi top view sai view cũng đẹp cho nha. Đó thì là 50k một cặp, combo 4 cặp là 200k anh chị em. Và anh chị em muốn xóa lẻ với mấy dòng khác thì mình thì cứ nhắn tin inbox cho mình nha. Thì số điện thoại mình để dưới phần mô tả nha anh chị em, anh chị em kéo dưới phần mô tả này sẽ gặp nha. Đó, đây là cá chấm nha, chút xíu rồi cái máy anh chị em xem nha. Ở chị em thấy không, thì mình lựa cá đẹp cho anh chị em nha, chứ không lựa những con cá xấu nha. Nếu cá mà nó không được đẹp bằng á thì giá mình sẽ nói với em là ví dụ 40 hay là 30 gì đó tùy nha, rồi tùy theo độ đẹp của con cá anh chị em. Đó nha, mấy con quay đuôi đẹp thì mình bán chị em là 50 thôi, chị em nào tập chơi cũng dễ chơi nha. Cái dòng này rất là khỏe mạnh nha anh chị em, yên tâm nha anh chị em, không có lo bên tập chị gái nha, rất là đẹp luôn, màu xanh rất là đẹp. Rồi thì đây là cá mái cứ nói anh chị em, cá mái để cái là màu trắng nó hơi bị tối cái màu anh chị em, nó không dạ cái màu được. Thật ra cái đuôi đó là màu xanh nha anh chị em, màu xanh đậm á, nhưng mà tại vì nó ra đây màu đen rồi đó. Cá mái rất là to nha anh chị em, size bầu bì luôn nha, về là anh chị em ghép vô là chó đẻ luôn nha, rất là to luôn á. Hàng cá mái không đẹp gì mấy, chủ yếu là con cá trống anh chị em, cá trống chiếm hết vẻ đẹp của con cá mái rồi nha. Cá mái thì đẻ thôi nha anh chị em, cái đuôi không phải là màu đen nha, thật ra là nó màu xanh xanh á, và tại vì cái mình quay á, cái nó không có nền anh chị em, nếu có là màu đen thì nó sẽ dạ cái màu lên nha. Đó, rồi tiếp theo là gồng đỏ nha anh chị em, gồng đỏ này thì mình còn đâu là 13 cặp gì đó anh chị em, 13 cặp nha anh chị em, lấy hết 13 cặp thì mình để là giá là 350 nha. Và anh chị em nào mua 10 cặp thì giá là 300k anh chị em, tương đương chưa tới 30k một cặp nha. Và anh chị mình báo luôn nha là 10 cặp là 300k, nhưng mà cái này mình còn đâu là 13 cặp, anh chị em lấy hết 13 cặp và để giá anh chị em là 350 thôi, 350k thôi. Và có cá, có con bự con nhỏ anh chị em, nó cũng sai cỡ nhau gì nè đó, mình mới vừa vớt ra một số cho anh chị em xem thôi nha. 10 cặp 300k anh chị em. Đây là cái bài mình còn sót lại thì mình xả cho em luôn, là 13 cặp 350k, là tương đương chưa tới 30k một cặp nữa anh chị em, là 20 mấy k. Cá mái thì size bầu bì hay quay lưng rất là cao luôn nha, mày bê ớt nha, có còn ti rất là đều luôn. Cá mái cái trống anh chị em thấy không, về anh chị em thả một cái hồ mình chơi tầm 10 cặp gì thì nhìn nó rất ngắm, nó rất là đã luôn anh chị em. Giờ vòng đỏ thì rất là khỏe nha, không lo gì bị bệnh nha, giờ mình rất là châu bò luôn anh chị em, nó bơi lội rất là tung tăng luôn á. Cá mái thì sai thì về là cái đẻ luôn. Đây bà luôn tay ăn anh chị em, cái dòng này anh chị em trên top view rất đẹp luôn anh chị em thấy không, nó mình cho nó ăn nó bu vậy kìa, rồi cho nó nắng cháu lên cái đầu hiện đồ co này kìa anh chị em thấy đồ co rất đẹp không. Rồi thì clip cái này một cặp 40k anh chị em, mình không giảm được nha, một cặp 40k rất là đẹp luôn. Thì clip cá mái nha anh chị em, ở cá mái thì không có gì đặc biệt cả, các bạn đuôi màu xanh xanh đen đen nha, khai niệm về là ghép đẻ được nha anh chị em. Rồi thì clip này kết thúc, anh chị em nhớ bấm like và đăng ký kênh để lại một comment giúp ý nha. Rồi cảm ơn mọi người nha, mình mọi người.